Hello, chào mọi người. Hello, bà con. Hôm nay chủ nhật anh em chúng Hôm tôi nay Babel bắt lòng đi người bắt đi bắt cá cá. cách từ làng là khoảng một cây số các bạn. Thì sau ngôi làng có một cái suối. Mời các bạn theo dõi hết chương trình, hết video để xem anh em chúng tôi bắt cá nha. Mày cho tấn hơn. Qua đấy. Cái này là đập nha các bạn. Đập đây là con đập thủy lợi Tung. Và người ta chặn để lấy nước để mà đây, cái lỗ này là thoát dẫn nước xuống xuống cánh đồng ruộng bà con các bạn. Đấy, có nghĩa là cái đập này người ta chặn nước để mà lấy nước phục vụ cho cánh đồng ruộng. Mùa này nước rất là dồi dào và đến khi mùa hè, mùa nắng hạn thì nước rất là ít, nên là ở đây thì cánh đồng ruộng ở đây làm một năm thì có 2 vụ. Cánh đồng đê ba, bữa sau mình sẽ quay cho các bạn xem cánh đồng đê ba các bạn. Ở đây anh em đánh lưới là thả xong rồi là cái như là đùa như thế này nhá. Anh kia lại ngôi sao sao vàng đá cầu Việt Nam ạ. Giới thiệu các bạn, ở trên đầu kia có 2 con bò nhé. Ôi dồi. Mình chặn lưới ở trên đấy. Dí nhau một con à? Kìa. Cây lưới rồi. Còn được mấy con hả? Khúc này chắc không có. Ôi giời, khúc này ít thế. Có một con à?
hay là không biết thả. Ừ, không một con. Ôi, chỗ này sâu dữ vậy. Có không? Có. Ôi, lưới đi đâu rồi? Đây, đây, đây. Đây. Ôi. Ôi. Được mấy con? Được. Ôi dồi. Cái này có nhiều lắm này. Nhấc cho bạn xem. Hiệp cái gì thế này? Ôi. Đeo qua bờ luôn. Đâu thế? Nhấc như thế là nhấc chạy. Nó hay nhấc à. Nhấc là chạy. Sơn nhấc ạ. Rồi cá. Nhớ xem kinh của mình nha. Đây là bà Veo nha các bạn. Bà Veo. Bà Sơn. Đây là bà Sơn. Là cá Sơn. Ai cũng thả nó một chiều xuống nha. Nên đó là để nó xuống. Mình một tay cầm. Đây là buổi chiều anh em đi trải nghiệm. Nó là số nhiều. Số bông còn nữa. Rồi đánh khúc trên. Đây xem nào, cái khúc này có không? Ồ, nhiều này. Đến cho các bạn coi này. Đây. Tê. Đây. Buổi chiều rồi, đến tối rồi. Tê. Nó bơm. Ôi dồi. Nó mắc rồi. Ồ. Tối nhỉ? Bị ao rồi, gone out rồi. Ôi dồi, cá này. Cá này. Đó nhỉ. Dreaming.
tầm nhìn này, tầm nhìn. Chạy à? Nó chạy à? Mình dí đường được trên nữa hay? Đi về dí là chạy xuống dưới nữa. Hắn hoảng loạn. Không biến. Biến ta. Bự quá nó không biến. Ôi, cái con đây bự quá sợ ơi ngắt cái đầu rồi. Ôi, cầm cua nó ăn đấy. Hai con chỗ. Ôi. Cái này mới. Như nó mì kìa. Nó đang gỡ bên đó mà. Ừ. Ừ. Quá. Gỡ luôn con đây đi. Con thì ngắt cái đầu rồi. Ừ. Cua nó ăn. Nhanh thế. Mới đây mà cua nó đớp rồi. Đâu nó mà mèo gỡ bên đây đây. Tại sao nó phải chạy qua nó. Ừ. Bây giờ giữa, đánh giữa. Thế hai xong người ta xuống dưới đi. Ôi, đây, đây, đây. Các bạn ơi, cá nhiều lắm này. Nhìn nó không mát. Nó dính xa xa à. Đây. Để xem phía bên này có không. Mấy con. Ồ, bên này nhóc luôn. Thầy gỡ đi. Đây rồi xong. Đừng có nhấc đây này. Đừng có chú cầm ra. Hai người gỡ cho nó nhanh. Đây 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 cho xong. Nè chả nó chả con đúng không? Ờ. Cá này thì nhỏ nha các bạn, bằng ngón tay thôi. Nhưng mà ăn rất là ngon. Thơm nữa. Cái này mà kho quán kia đây, quán kia đây. Kho nghệ thì đúng bài luôn. Kho gừng kho nghệ như đấy. Ơi rấu luôn kìa, nay quán rấu luôn kìa. Mà đặc biệt loại cá này là không có xương. Cá nào không có xương. Có xương mà ít nha, xin lỗi các bạn nha. Có xương mà ít. Nói chung là xương mềm lắm. Ê con cá đang có. Ê con nó sống ấy. Cá đang có khớp này. Mới dính hả? Mới dính hả? Lâu rồi. Cá này có xương nhiều. Đâu? Ừ. Sườn ừ. À cá này cái dài ha. Tung dãy ha, cá kia mà. Đâu. Hai lần đánh. Dính gì đây? Quần của chú. Đủ lần nữa không? Hả? Đủ lần nữa. Đủ lần nữa có đấy. Đủ lần nữa đi, để đây đi. Vẫn có đấy. Thế thì bỏ đây. Sắt lần luôn đi, để lưới đây. Sơn chính giữa nha. Chứ sơn chính giữa không được. Đó. Anh kia là cầm đòn. Đây là bà con đi làm về. Đây là anh cầm đòn. Anh cầm đòn mà anh đi vô máy không à. Đây là lúc thu hoạch. Đây nè. Đây cái cây của chị đâu rồi chú Sơn? Ha ha ha.
Cái chai Pepsi đấy mà đầy đấy còn nhiều lắm á. Thứ đấy là bà vèo đúng đi. Cái hiệu ăn nó hỏi tắt lại trên đúng rồi. Yang prawelok suruh mulat.